Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai căn kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tiền cầu, quan năng nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 729, Phật thuyết phân biệt thiện ác sở khởi kinh. Hán dịch đời Hậu Hán, Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, người nước An Tức. Một thời, Đức Phật ngụ tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, A Nan phần đệ, A Lam thuộc nước Xá Vệ. Lúc ấy vì thương chúng sinh đang khổ đau trong sinh tử, nên Đức Phật phương tiện nói ra những điều cốt yếu để phân biệt thiện ác, đặc trưng cho năm đường ngũ thú. Người gây tạo thiện ác có nhiều, ít sân hận có dày mỏng, cõi trời không thân gần, thường cùng với người làm thiện, những gì gọi là năm đường: một, cõi trời; hai, quả người; ba, cảnh giới ngạ quỷ; bốn, cảnh giới súc sinh; năm, nê lê thái sơn địa ngục. Con người không cầu con đường của độ thế gian, sự ưu khổ của sinh tử không đoạn tuyệt, nên qua lại ở năm đường không được giải thoát. Bậc hiền giả là người thông minh, quán chán ghét ở lo ưu khổ não, gặp thầy tức phụng thờ, không gặp tức nhớ thầy, nhớ những lời thầy dạy để chỉ cho người khác bỏ ác làm điều lành, phụng dưỡng cha mẹ, chỉ rõ cho chúng sinh con đường độ thế già bệnh chết trong một đời thôi. Đức Phật độ người trải qua vạn kiếp không cùng tận. Bởi vậy, người có trí tuệ sáng suốt nên suy nghĩ chín chắn điều này. Phật dạy các đệ tử, hãy nghe ta, vì các người mà kể về họa phước của thiện và ác. Các đệ tử được quỳ xuống chắp tay phát nguyện thọ giáo. Phật bảo, người ở thế gian vì lòng từ nên không sát sinh, do không sát sinh nên mới được năm phước đức. Những gì là năm? Một, thọ mạng tăng trưởng; hai, thân được an ổn; ba, không bị binh đao hổ báo hay các loại có nọc độc như rắn đít gây tổn thương; bốn, không được sinh lên cõi trời, lên cõi trời thọ mạng vô tận; năm, từ trên trời hạ sinh ở thế gian, tức trường thọ. Nay thấy có người trăm tuổi đều do đời trước không sát sinh, vui mà chết còn hơn sống mà khổ. Đã rõ ràng như vậy, cẩn thận chứ phạm vào giới sát. Phật bảo người thế gian không lấy tài vật của người khác, không nhặt của rơi ở trên đường, tâm không tham lợi, từ đó được năm việc thiện. Những gì là năm? Một, tài vật ngày một nhiều; hai, không bị mất mát; ba, không sợ hãi; bốn, được sinh lên cõi trời, ở trên cõi trời có nhiều châu báu; năm, từ cõi trời hạ sinh xuống thế gian, những tài vật đó cũng còn giữ lại, quan lại đạo tặc cũng không dám xâm phạm lấy đi tài sản đó. Nay những tài sản ấy được giữ gìn đến già, đều do đời trước không dám lấy cắp tài sản của kẻ khác, mất đi không nhiều nhưng khiến người ta đau buồn sầu khổ. Rõ ràng như vậy, cẩn thận cho lấy đi tài sản của người khác. Đức Phật bảo, người ở thế gian không phạm vào phụ nữ của người khác, lòng không nghĩ đến chuyện không chính đáng, từ đó được năm việc thiện. Những gì là năm? Một, không bị hao phí; hai, không sợ quan lại; ba, không sợ người; bốn, được sơ lên cõi trời, rồi được lấy ngọc nữ ở trên trời làm vợ; năm, từ trên trời cõi trời hạ sinh, được nhiều người phụ nữ đoan chánh ở trong thế gian làm vợ. Nay tôn giả thấy có một số người vợ đoan chánh, đẹp nết đẹp người, là trước không phải đến vợ của người khác vậy. Thật rõ như vậy, cẩn thận chứ phạm vào vợ người. Phật bảo, người ở trong thế gian không nên nói hai lời dèm pha người khác, không nói lời thô ác mắng chửi người khác, không nói láo và dùng lời hoa mỹ theo dệt, từ đó được năm điều thiện. Những gì là năm? Một, lời nói đều được người ta tin; hai, được sự yêu thương của người; ba, miệng nói ra có người thân; bốn, được lên cõi trời, được sự kính trọng của chư thiên; năm, từ cõi trời hạ sinh ở thế gian là người ăn nói sắc sảo, người khác không dám dùng những cái từ ác độc ô uế xúc phạm. Nay thấy được từ nhỏ đến lớn không bị kẻ khác phỉ báng, đều do đời trước giữ gìn lời nói tốt đẹp mà có được như vậy. Rõ ràng như vậy, cẩn thận cho vọng ngôn dèm pha người khác. Đức Phật bảo, người ở thế gian không nên uống rượu say, từ việc không uống rượu say thì được năm điều lành. Những gì là năm? Một, sự hiểu biết được tăng trưởng, làm quan được tăng chức, lời nói không lầm lẫn cũng làm quan như ý; hai, tài chính việc nhà thường dư của cải; ba, nhờ danh nghĩa cầu lợi nhanh chóng được, cũng được sự yêu kính của mọi người; bốn, được sinh lên cõi trời và được chư thiên kính trọng; năm, từ cõi trời hạ sinh xuống trần gian, được sự tinh khiết, lòng đầy vui vẻ, trí tuệ thông suốt, hiểu rõ mọi việc. Sở dĩ được như vậy là do đời trước không uống rượu, vì thế các ông nên cẩn thận chớ uống rượu.
Phật bảo người ở thế gian không được cầm dao gậy làm cho người ta sợ hãi, không được dùng tay chân làm tổn hại người, đối với người không được đánh nhau, để rồi mỗi người mỗi ngã. Việc mà mình không muốn đừng bày ra cho người khác. Từ đó được năm điều thiện, những gì là năm? Một, thân thể được khỏe mạnh. Hai, đứng nằm thường an ổn. Ba, là được chư thiên long thần quỷ thần hộ vệ. Bốn, được sinh lên cõi trời, được hưởng niềm vui của cõi trời không bao giờ hết. Năm, từ cõi trời hạ sinh ở thế gian, thân thể hoàn toàn không tật bệnh. Nay thấy được người từ trẻ đến già không có bệnh tật đã rõ như vậy, cẩn thận chớ gây điều ác đối với người. Phật bảo, người ở thế gian với lòng không sân hận, đối với người hiền sinh lòng kính trọng, đối với người ngu si sinh lòng nhẫn nhịn. Từ đó sẽ được năm điều thiện. Những gì là năm? Một, được sự khen ngợi của mọi người. Hai, được mọi người thấy thì sinh lòng hoan hỷ. Ba, thân tự an ổn, bóng đẹp. Bốn, được sinh lên cõi trời, và cõi trời thân được đoan chánh sạch sẽ. Năm, từ cõi trời hạ sinh vào thế gian, làm người thường có đức tánh đoan chánh hiền lương. Đây thấy có người tốt được tuyển chọn, và trong vạn người đều do đời trước người đó với tấm lòng lương thiện, với đức tánh nhẫn nhục mới được như vậy, không sân hận. Nó rõ ràng như vậy, cẩn thận cho tấm lòng sân hận đối với người. Phật bảo người ở thế gian hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính bậc trưởng lão, biết cung kính khiêm nhường, trước quỳ sau đứng, dừng lại mới thưa. Phải dạy người khác làm điều thiện, từ đó mới được năm điều lành. Những gì là năm? Một, được người ta kính yêu. Hai, khiến mọi người hướng đến điều thiện đó. Ba, trong lòng mình sinh hoan hỷ. Bốn, được sinh lên cõi trời, được sự kính yêu của chư thiên. Năm, từ trên nó cõi trời hạ sinh vào thế gian, được mọi người chiều chuộng yêu mến. Nay thấy có người có lòng hiếu thuận, được mọi người ưa thích là đều do đời trước biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính bậc trưởng lão. Đã rõ như vậy nên phải thể hiện lòng hiếu thuận, tôn thờ bậc trưởng lão. Phật bảo người ở thế gian hiểu biết khuyên ra người và biết mọi việc, có lòng tốt ý hay, tôn kính trưởng lão, thể tiết vẹn lễ tiết vẹn toàn, từ đó mới được năm điều lành. Những gì là năm? Một, làm quan được chức tốt. Hai, thăng chức quan rất nhanh, buôn bán đắc lợi. Ba, trăm họ nhìn thấy đều sinh hoan hỷ. Bốn, được sinh lên cõi trời chư thiên thái đều hoan hỷ. Năm, từ trên cõi trời hạ sinh vào thế gian, làm con của vương hầu công thanh, đều do đời trước làm được việc lập phước. Đã rõ như vậy, cẩn thận cho cái kiêu ngạo đối với người. Phật bảo người ở trong thế gian không ích kỷ, vui vẻ bố thí, yêu thương đối xử với những gia đình bà con thân thuộc nghèo khổ, những đứa trẻ ăn xin, khiến họ ăn uống thường phải no đủ, áo quần đầy đủ. Từ đó được năm điều lành. Những gì là năm? Một, tài sản ngày một tăng. Hai, được lời ca tụng của mọi người trong thiên hạ. Ba, được sự tôn kính của bà con trong làng, quận và trong nước. Bốn, được sinh lên cõi trời, rồi được sự hầu hạ của cõi trời. Năm, từ cõi trời hạ sinh vào thế gian, để sung túc vui sướng và được sự tôn kính của mọi người. Đã rõ như vậy, đều do đời trước bố thí hành thiện, do đó các ông nên thực hành đức hạnh bố thí. Phật bảo người ở thế gian có hiền giả am hiểu kinh điển, nếu những sa môn đạo sĩ nào muốn đến hỏi phương pháp cứu độ thế gian với tâm không đố kỵ tham ái, từ đó họ sẽ được năm điều lành. Những gì là năm? Một, được thông minh. Hai, đa văn, cũng đa trí đa kiến, thấy nhiều biết nhiều. Ba, nhiều người kính trọng và khen ngợi. Bốn, được sinh lên cõi trời để học cái biết ở trên cõi trời. Năm, từ cõi trời hạ sinh vào thế gian, tức rõ kinh hiểu đạo, được sự kính trọng của quốc gia, được sự quy ngưỡng của mọi người. Nay thưa, có người khác thông hiểu kinh điển đạo lý là vì đời trước vun trồng đạo hạnh mới đạt được. Như vậy hòa phước đã rõ ràng như thế, nên các ông phải tu chỉnh đạo đức. Đức Phật thuyết kinh xong, các đệ tử đều sinh lòng hoan hỷ hướng về Đức Phật đảnh lễ. Đức Phật bảo, các ông phải lắng nghe, làm ác thì nhân quả báo ác. Các đệ tử đều chắp tay vâng lời, vâng nhận lời dạy của Đức Phật. Đức Phật bảo, người ở thế gian thường ưa sát sinh, không có lòng từ đó gặp năm điều ác. Những gì là năm? Một, mạng sống ngắn. Hai, nhiều sợ hãi. Ba, nhiều thù oán. Bốn, sau này muôn phần làm cô hồn, đọa và ở trong địa ngục Thái Sơn, chịu những thống khổ độc hại trừng trị như thiêu nướng, chân hấp, chặt, đâm, mổ, lột, ép ruột, chẻ xương. Muốn sống cũng không được, phạm vào tội sát lớn, rất lâu mới ra được. Từ trong địa ngục thoát sinh làm người, thì phải đoản mệnh, hoặc thai hỏng mà chết, hoặc rơi xuống đất mà chết, hoặc vào trăm ngày mà chết, hoặc 10 năm mà chết.
nay gặp được thân đoạn mệnh. Nếu thân hình đầy mụn nhọt, thân thể không hoàn hảo, què đi cả nhắc lưng gù, hoặc là miệng câm tai điếc, mũi trịch, hoặc là cụt tay cụt chân, các lỗ trong cơ thể không thông, đều do đời trước mổ giết săn bắn, không buông lưới bắt cá, giết hại ruồi muỗi, rùa ba ba, bò chét rận. Rõ ràng như vậy, cẩn thận chứ phạm vào giới sát. Phật bảo người ở trong thế gian làm kiếp người trộm cắp, dù sức mạnh để lấy tài vật của kẻ khác, cầu lợi không kể cả đạo lý, lừa dối để lấy tài sản, cân nhẹ đấu nhỏ, thước ngắn để lừa người, dùng cân nặng đấu lớn, thước dài để xâm lấn người. Trên đường đi, lượm nhặt những cái tài vật của người, đó là nợ mượn dùng mà không hoàn trả, cùng chống đối với mọi người, từ đó rơi vào năm điều ác. Những gì là năm? Một, tài vật ngày càng một hao giảm. Hai, bị vua Pháp giam giữ không ai giúp đỡ, không ai thoát được. Ba, thân chưa được an ổn, thường ôm lòng sợ hãi. Bốn, sau khi chết hồn phất vào trong địa ngục Thái Sơn, ở trong địa ngục Thái Sơn bị ngàn vạn độc hại trừng trị, tùy theo việc làm của mình mà nhận tội. Sau khi thoát ra khỏi địa ngục, tùy nợ nặng nhẹ mà trả, hoặc làm kẻ đầy tớ để trả, hoặc làm trâu ngựa la lừa lạc đà để trả, hoặc làm heo dê ngỗng vịt gà chó để trả nợ. Những cái loài thuộc cầm thú cá ba ba đều là mắc nợ. Trong kinh dạy rằng mắc nợ không thể gọi là lạc hậu, nay gặp phải thuộc vào hạng hạ tiện súc sinh, đều do đời trước ham lợi, cải thác sức mạnh lấy tài vật của người khác. Thấy được rõ ràng những nỗi khổ trong loài súc sinh như vậy, cẩn thận cho lấy tài sản của người khác. Phật bảo người ở thế gian dâm dật phạm vào vợ của người khác, từ đó bị năm tội ác. Những gì là năm? Một, gia thất bất hòa, vợ chồng gây ra tranh cãi, gây mất tiền tài. Hai, sợ huyện quan thường dùng gậy đánh đập giải quyết mọi việc, bị pháp vua trói buộc, thân phải bị tội sống không bằng chết. Ba, tự lừa dối chính mình, thường sợ người. Bốn, đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, ở trong địa ngục Thái Sơn cột sắt đỏ rực, thân phải ôm trọn cột sắt đó, do phạm vào vợ của người nên bị ương họa. Như vậy cái đa ngàn vạn năm thân hình mới thoát tội. Năm, thoát ra khỏi địa ngục sinh làm gà, lê lê, chim, vịt, hồn phất mang các tên mà không có hình. Nó gặp phải kiếp gà, lê lê, dâm dật không có không phân biệt nào là mẹ con, điều hành dâm không có tiết độ, thuộc trong hàng súc sinh. Tuy nhiên, cũng có những loại như chó khôn lanh, ngựa hiểu biết, có đủ lòng tin. Nếu là gà lê lê thì sự dâm dục không hề dừng, đều do đời trước dâm dật phạm vào vợ của người. Thọ làm thân gà lê lê để làm thức ăn cho người. Thống khổ triền miên như vậy, không thể kể hết. Rõ ràng như vậy, cẩn thận cho phạm vào vợ của người. Phật bảo người ở thế gian thích nói lời thô giận, thích nói lời ác, nói lời siêu vẹo, xuyên xẹo, từ cống cao phỉ báng các thánh đạo, nghe các người hiền cao giọng lớn ác mắng nhiếc. Từ những việc ấy bị năm tội ác, những như là năm: một, nhiều người oán ghét; hai, tự lừa dối bản thân mình khiến từ đó mọi người không tin; ba, gặp nhiều lỗi lầm tai họa; bốn, đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, có những hồn bị kéo lưỡi từ cổ họng ra, lại dùng kìm liềm sắt nóng chích vào trong yết hầu, muốn chết cũng không được, muốn sống cũng chẳng xong, không thể nói được, chịu khổ ngàn vạn năm như vậy. Năm, thoát ra khỏi địa ngục làm người răng miệng hôi thối, hai các căn thiếu hụt, chân đi cà thọt, miệng nói lập cập, hoặc bị câm không nói được. Nay làm kiếp người như vậy là do đời trước đã đang những cái lời nói thô dịch phỉ báng các cái bậc thánh đạo, hiểu rõ như vậy cẩn thận cho nói lời ác. Phật bảo người ở thế gian thích uống rượu say sẽ có 36 lỗi. Những gì là 36 lỗi? Một, uống rượu say khiến con cái không kính cha mẹ, quần thần không kính với vua, đạo nghĩa vua tôi, cha con không có trên dưới. Hai, lời nói nhiều sai lầm. Ba, miệng nói nhiều lời ly gián. Bốn, uống rượu say thì nói ra những việc bí mật riêng tư. Năm, uống say khiến chửi bới trời làng xã, không kể cả kỵ húy. Sáu, uống say khiến nằm lăn giữa đường không thể trở về được, hoặc có thấy các đồ vật lặt vặt. Bảy, uống say khi không thể chấn chỉnh bản thân. Tám, ngang ngược với trên dưới hoặc bị rơi vào rơi xuống hào hố. Chín, uống say khiến ngã xuống phá nát mặt mày. 10, mua bán thua lỗ, chống đối ngông cuồng. 11, uống say khiến hỏng việc thất nghiệp, không lo liệu cuộc sống. 12, uống say khiến hao giảm tài vật. 13, uống say khiến không nhớ tưởng đến sự đã khác của vợ con. 14,
gọi chửi không kể cả phép nước. 15. Uống say khiến cởi áo trần truồng khỏa thân mà đi. 16. Uống say khiến tự ý xông vào nhà người, liền nói lời can loạn với phụ nữ. Với người phụ nữ, tội lỗi đó không thể kể hết. 17. Thấy người đi qua liền mắng chửi họ, cùng đánh đập họ. 18. Dậm đất la hét làm kinh động cả láng giềng. 19. Uống say khiến ngông cuồng sát hại các loài côn trùng bò sát. 20. Đập phá nhà cửa, đổ vỡ đồ đạc. 21. Gia đình coi như là người phạm tội say, thốt ra những lời hỗn láo. 22. Bè đại với người ác. 23. Xa lìa người thiện. 24. Khi nằm ngủ, thân thể như bệnh tật. 25. Nôn mửa khiến các thứ nhơ bẩn chảy ra, vợ con tự gánh chịu tình trạng đó. 26. Uống say khiến dục ý buông thả như lan sói không biết phòng ngừa. 27. Không tôn trọng kinh điển, người hiền không kính đạo sĩ, không kính sa môn. 28. Uống say khiến dâm dật không chỗ lo sợ để đánh. 29. Uống say như người điên, khiến người thấy đều bỏ đi. 30. Uống say vào như người chết không còn hay biết gì nữa. 31. Uống say khiến trên mặt nổi mụn hoặc ốm đau do rượu hoặc suy sụp tiểu tụy. 32. Trời rồng quỷ thần đều cho rượu là ác. 33. Chủ quen biết sâu nặng của người thân ngày càng xa. 34. Uống say khiến thấy ngồi rồi sặc chân ra hoặc bị người ta đánh bầm cả hai mắt. 35. Mãi về sau phải đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, thường bị nước đồng sôi đổ vào miệng, chảy thiêu xuống trong bụng. Thế là cầu sống cũng có được, cầu chết cũng có xong, kéo dài cả ngàn vạn dặm. 36. Thoát ra khỏi địa ngục, xin làm người thường ở ngu si không chỗ hiểu biết, đều do đời trước thèm uống rượu. Rõ ràng như vậy, cẩn thận chớ uống rượu. Vì uống rượu có 36 lỗi lầm, nếu người uống rượu thì phạm vào 36 lỗi ấy. Phật bảo người ở thế gian hay cầm phải dọa người, dùng tay chân đánh người, thích đánh đập tán loạn, khi cho mỗi người đi mỗi ngã. Điều mà mình không muốn là ép bức người, thì đó sẽ nhận được 5 điều ác, những gì gọi là 5. 1. Tự lừa dối thân mình và bị người khác gieo rắc tai họa cho bản thân. 2. Bản thân sợ hãi. 3. Là mắc nhiều bệnh tật. 4. Đọa vào địa ngục Thái Sơn, tùy chỗ mình làm mà thọ nhận tội, kéo dài cả vạn năm. 5. Khi thoát ra khỏi địa ngục, sinh làm người nhiều tật bệnh và luận bị người dùng gậy đánh đập lại. Do vậy, bệnh tật liên miên không được mạnh khỏe, rõ ràng như vậy. Cẩn thận chứ gây điều ác cho người. Phật bảo, người ở thế gian thích sân hận không chịu ôn hòa. Gặp người hiền cũng xong, gặp người ngu cũng xong, không phân biệt được kẻ ác người thiện, chỉ muốn sân hận với người ta mà thôi. Từ đó bị năm điều ác, nghĩ gì là năm. 1. Tự thiêu thân. 2. Tự rối loạn tâm ý. 3. Nằm đứng không được yên hoặc ăn u sầu, sân hận và tự sát. 4. Đọa vào trong địa ngục Thái Sơn chịu thống khổ và bị trừng trị, trải qua hàng ngàn vạn năm. 5. Khi ra khỏi địa ngục, được sinh làm người, bộ mặt thường độc ác, thần sắc khô héo tiều tụy. Này có được thân người hung ác như vậy đều do đời trước thích tạo ra nhiều sân hận. Sắc mặt xấu xa không giống như đoan chánh, đẹp đẽ rõ ràng là như vậy, cẩn thận chứ có sân hận. Phật bảo người ở thế gian bất hiếu với cha mẹ, không kính các bậc trưởng lão. Thấy người khác có hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính các bậc trưởng lão, thường hay sân hận, không ưa làm thiện, từ đó bị năm tội ác. Những gì là năm? 1. Thường bị ác mộng. 2. Làm cho người ta oán ghét. 3. Tiếng ác truyền xa. 4. Đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, bị tra tấn cả ngàn vạn năm. 5. Khi ra khỏi địa ngục, sinh là người, thường có tánh dối trá, không tốt đẹp, bị mọi người oán ghét. Nay làm được thân người, tuy không có tánh vui nịnh ích kỷ, nhưng bị sự căm ghét của mọi người, để do đời trước không hiếu kính với cha mẹ, không tôn kính các bậc trưởng lão. Rõ ràng như vậy, cẩn thận cho cái cứu mạng, đi hiếu thuận và tôn thờ trưởng lão. Phật bảo người ở thế gian không hiếu kính, không tôn trọng người già, không có lễ tiết cứu mạng, tự cao tự đại, từ đó có năm điều ác, nghĩa như là năm. 1. Mất hết tước vị. 2. Tự xem nhẹ mình. 3. Không được sự kính trọng của người. 4. Bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, chịu sự tra khảo, ép kéo dài cả ngàn vạn năm. 5. Thoát ra khỏi địa ngục, sẽ làm thân người hạ tiện bẩn thỉu, bị người ta khinh chợ khinh rẻ. Nay làm thân người hạ tiện đều do đời trước không biết tôn kính các bậc trưởng lão. Rõ ràng như vậy, cẩn thận trước cứu mạng. Phật bảo người ở thế gian được tài sản như lại tham lam kiêu kỳ, không chịu bố thí, không yêu thương những người gia đình nghèo khổ, không cho họ, không cúng dường sang môn hiền thánh đạo sĩ, không cho những kẻ ăn xin hoặc bị bệnh cũng không dám ăn, ôn ăn uống không đầy đủ, không dám mặc y phục lành lặn, từ đó bị năm tội. Những gì là năm? 1. Tức là coi thường thân của mình.
cũng làm cho người ta không kính trọng mình. Hai, người ta đều gọi mình là hạng người kiêu kỳ. Ba, mà mãi xấu hổ. Bốn, đoạn ngạ quỷ chịu khó chịu khổ không thể nói, hoặc trăm năm ngàn năm không có nước để uống, nhìn xa thì thấy sông hồ khe nước từ trong núi đi đến gần để uống, nước liền biến thành nước đồng mũ máu không thể uống được, chịu cực chịu khổ như vậy không thể nói ra được, nằm thoát ra khỏi cảnh được ngạ quỷ, xin là người bần cùng đói lạnh chống gậy cho người ăn xin ăn, nhưng xin nó cũng không ai cho, là còn bị người ta mắng nhiếc. Nay là người bần cùng cùng ăn xin, để do đời trước tham lam ích kỷ không dám bố thí, rõ ràng như vậy cẩn thận cho các tham lam ích kỷ. Phật bảo, ở thế gian có những bậc thánh minh, hiền giả hoặc sa môn đạo nhân, không vui vẻ đến hỏi con đường cứu nhân độ thế, mà lại lớn tiếng hiềm khích phỉ báng hiền giả, từ đó sẽ bị năm tội. Những gì là năm? Một, không có trí tuệ. Hai, biết ít. Ba, không được sự kính trọng của người. Bốn, đọa vào địa ngục Thái Sơn. Và ở trong địa ngục Thái Sơn, chịu sự tra khảo gây ra cả ngàn vạn năm, nằm thoát ra khỏi cả địa ngục, sinh là người ngu si, không có chỗ hiểu biết, không khác gì loài súc sinh. Nay làm thân người ngu si không phân biệt được trắng đen, đời cho đời trước, không thích những người đạo đức, học cao, hiểu rộng. Rõ ràng như vậy, cẩn thận chớ có phạm. Và bản người cầu sống lâu, được sống lâu, cầu được đẹp đoan chánh thì được đẹp đoan chánh, cầu xấu xa được xấu xa, cầu tươi đẹp được tươi đẹp, cầu hạ tiện được hạ tiện, cầu giàu sang được giàu sang, cầu bần cùng được bần cùng, cầu thông minh hiểu đạo được thông minh hiểu đạo, cầu ngu si được ngu si. Người làm lành được điều lành, làm nếu làm phước được tăng thăng thiên, nếu làm người được công quý cũng được đoan chánh. Nếu người làm ác bị quả ác hay can tội, hoặc đọa vào trong địa ngục Thái Sơn, hoặc đọa vào trong loài ngạ quỷ, hoặc đọa vào trong loài súc sinh. Nếu như được làm theo người, phải làm người nghèo khổ hà tiện, không có sự hiểu biết, lại bị hình hài xấu xa. Như người trồng đắng được quả đắng, trồng ngọt được quả ngọt. Ví như trồng ngũ cốc, trồng lúa được lúa, trồng đậu được đậu. Như người gieo nhân lành được quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác vậy. Truyền sâu lan rộng giới bao la, giữ vững lòng tin giới cao xa, dũng mãnh cương nghị ngăn bạo loạn, nhân từ hòa diệu ngăn không dứt, tâm động mênh mông hết hồ nghi, trầm tĩnh thông dong rồi sẽ đạt, khắc phục hiểm nguy được nhanh chóng. Nhiều người chẳng tin cho không thật, người hiền thường giữ giới được ba thiện, được kính không cầu nhiều, mạng hết thọ thân trời. Trú giới hành đã xong, dùng tuệ chế ý hành, đi đến chắc phải đến, dứt hết chỗ thọ nhận, theo giới diệt hết khổ, ba đời giới trên hết, khi các loài rồng độc không phạm người giữ giới. Lành thay có giới Phật, lấy chữ tính làm bạn, là đạo chẳng rời lời tà, nên gọi giới trên hết. Khéo nương nhờ giới Phật, chắc đâu thấy lửa đồng, đêm nằm thấy an ổn, lại được giấc mộng lành, được mọi người tôn kính, xuất thiện trang nghiêm thân, tự thân cao quý nhất, đời sau làm vua trời. Ta là người duy nhất đã thoát khổ trần thế, cả cõi trời cõi người còn đâu so với ma. Đức Phật vượt các khổ lụy kiếp không kể hết, qua lại trong năm đường chưa từng bị trói buộc, gian ác đều ẩn núp, sao gọi điều ác hiện. Ngày nay người lễ Phật đều một lòng chắp tay, lễ Phật được sinh thiên, sống lâu trong cõi người. Phật bậc tôn quý nhất đã hiện đủ trí tuệ, đang lễ trước pháp chúng, ân đức tựa biển sông. Vì chúng tôi diễn pháp thánh điện tích của Phật, từ đó khởi nhân duyên, việc làm có thiện ác, rộng suy tầm viết ra, tùy theo yếu nghĩa kinh, thuật ghi ý chỉ Phật, từ việc tạo hòa phước. Phật đã rõ các pháp, phàm thiên đến thỉnh cầu, Thế Tôn bèn thuyết kinh, chỉ yếu khó nghe thấy. Khổ tùng nhân duyên khổ, khổ hết mới là quý. Tu theo tám thánh đạo, khổ diệt ấy mới tịnh. Từ hành có quả khổ, như Đức Phật đã nói, phát xuất từ nguồn tâm, gian khổ từ đó có. Người diệt các khổ não là thực hành pháp yếu, cho nên lần lượt thuyết như các bậc thánh tôn. Vì chấp vào kinh điển, nên người đời thấy pháp rõ ràng không còn nghi. Chỗ thích ứng kẻ trí, chẳng phải thần hóa phép, khiến tội phước vô duyên,
cũng chẳng phải tự nhiên, không đúng thời cũng truyền. Tại trời đâu vô duyên, thời và tánh cũng vậy, thù thắng không thù thắng, thực ra không chẳng không tạo. Do nghi lao khổ sanh, lao khổ kia theo đuổi, thất rồi lại vướng mắc, nghe đây chẳng phải nhiều. Sao chép yếu nghĩa kinh và tinh túy của luật, cả trí ở cõi đời, tất cả đều rõ biết. Hóa hiện giải nghi hoặc, nương kinh hiện thế gian, làm thiện có phước báo, việc này đâu không biết. Đã tạo việc bất nghĩa, lúc chết đọa đường ác, tức thời gặp Diêm Vương lại trói buộc, già trẻ đều bệnh chết, dùng hình phạt ngăn cản, biết rõ có năm đường, vì sao không tu đức, hành trì thân miệng ý, giới bố thí cao cả, vậy sao không nghĩ tới, mà hay làm điều ác. Lúc đó có tội nhân, nghe vua dùng phép răng, xác mình làm không tốt, lòng sợ hãi thưa rằng, do thân gần bạn xấu, nghe lời nói phi pháp, đắm chìm trong tham đắm, nên không thể tu thiện. Vua bảo người, bảo làm người khó, hạnh phúc sao không thiện. Thể tánh đâu dễ ngộ, oan nghiệp tạo địa ngục. Người vốn thích việc ác, tức chẳng vì cha mẹ, chẳng sa môn đạo sĩ, chẳng vua, chẳng ta dạy. Ngu si khoái tâm ý, là nghiệp bất thiện ấy, nên việc làm tự thân, nay sẽ thọ quả báo. Năm sứ giả đi đến, lòng ông cần dạy bảo, về sau vua Diêm La im lặng không nói ra, bèn sao chép tội lỗi. Để trong cõi Diêm La, bị dẫn vào địa ngục, thấy ác rất sợ hãi, vào địa ngục tối tâm, lớn nhỏ đều kêu la. Thứ đến A Tỷ Ma, lửa thiêu đốt thân hình, đau đớn chân nhầy nhụa, qua hình phạt nước sôi, tầng ngục xác 16, tự nằm trên rừng dao. Làm người phàm quả ác, khiến có địa ngục này, nên xét nghiệp đã tạo, rồi lần lượt thọ lấy. Trải qua ngàn ức năm, sinh rồi lại bị giết, bởi do kết quá nhiều, hãm hại bậc hiền nhân. Sống ngông cuồng như thế, rồi xa lánh bạn bè, thích khen ngợi người ác, chết đọa vào địa ngục. Đối kháng và lừa dối, chỉ trị người hung ác, về sau chẹt trong núi, bị chày xác nghiền nát. Làm người thích sát sinh, ngựa trâu nai dê heo, gà chó và côn trùng, còn bị chẹt trong núi, ngu tham lam khiếp nhược, tùy ý giết hại người, cầu tài không đúng pháp, bánh xe xác nghiền thân. Nhờ vả người giúp đỡ, khuất phục kẻ yếu đuối, thích gây người phiền lòng, thường dẫn lên mình người. Nay làm phiền cha mẹ, sa môn bà la môn, quá nhiễu khiến đau thương, đời sau bị thiêu nướng. Hoặc đánh đuổi cha mẹ, người phụng đạo thánh hiền, người mà ta đáng kính, đời sau bị nấu luộc. Ức kiếp phải thọ lấy, cho rằng không tội lỗi, đời sau thiêu cháy thân, la vàng đau rên rỉ, xâm phạm của cả người, nhận lấy quá ngán ngủi, đời sau nhà cửa cháy, gọi to không ai cứu. Chẳng phải nói là pháp, là pháp nói chẳng pháp, hủy bán chẳng kính ai, sâu sinh ngục A Tỳ. Ở chỗ quá yên tĩnh mà tạo nhiều điều tội lỗi, do hủy bán thánh hiền khiến đọa vào ngục sâu, bỏ bê hành thiện nghiệp, chưa sống theo hành tà, sinh ở trong nhà xí làm côn trùng ăn phẩm, phóng lửa đốt cỏ cây, hại côn trùng bò sát, sau đọa vào địa ngục, bị thiêu như đốt cỏ. Người thân thích ngầm cướp, lấy dao sắc đâm người, chim sắc móc tay ăn, uyển chuyển cùng đến ăn, hoặc phá hoại giáo pháp, nói khóe người đức hạnh, đọa địa ngục đao tiễn, đi trên đường giao sắc, phá đến vợ của người, đọa hình người trăm chân, dung mạo tựa mỹ nữ, ôm choàng lấy người bạn, ưa thích sự dâm dật, ý dẻo cợt vợ người, bèn phải chịu các khổ, thân ôm chầm vào cây. Nếu dùng những xảo trá giết hại trùng trong nước, chết đọa vào nước sôi, sống trong dòng sông dơ, vay mượn mà không trả, thân bị lưỡi con móc, sắc cứng đốt đỏ rực, phải uống nước đồng sôi, lòng giận ý bực tức, quả nhiên chẳng đúng pháp, thấy người khổ vui mừng, chết làm quỷ Diêm Vương, sống làm việc bất thiện, chết thức vào địa ngục, thống khổ chẳng kể hết, tất cả chỉ có khổ. Như vậy đã nói đủ, tạo tác ở địa ngục. Nghe hiểu việc xuất sinh, ngạ quỷ và quỷ thần, thân ba, nghiệp ý ba, miệng bốn và là bất thiện, quấy nhiễu tâm dao động, chết đọa trong xuất sinh. Nếu tình trạng đa dâm, chết làm loại trùng ngu, nhạn cáp cua uyên ương, khổng tước và thiêu thân, thích đó dẫm đạp người, đời sau nhiều khổ não.
Tự làm voi ngựa trâu, sân hận chết thành rắn. Kiêu căng thường khinh người, sau sinh làm thú dữ. Khinh rẻ người đời sau, làm heo chó hổ lừa. Thường trong lòng ghen ghét, tâm thường không yên ổn. Đời sau làm con khỉ, mắt lớn, mắt lại nhỏ, tham lam và gian trá, gây nên chuyện cướp bóc. Sau chết làm thân mèo, ăn thịt thú hổ lang, bố thí nhiều sân hận. Giữ tâm không chân thật, để sau đọa làm rồng. Bèn có đại thần lực, rộng thế có tâm giận, khinh người và tự đại, sau làm chim ca lưu. Có sức mạnh ghê gớm, thân tự ăn vị ngọt. Đem việc ác đến người, chết làm quỷ hầm xế. Tự ăn loài trùng thối, thích quấy rối già trẻ. Trẻ ăn xin người bệnh, đời sau làm quỷ đó. Ăn thứ nhơ người đẻ, chỉ đem lòng tham lam, cứ sợ là không đủ, sau làm quỷ ăn đêm. Đi từng đàn để ăn, nói bố thí không phước, chớ nên bố thí nhiều, sau làm quỷ tham lam. Ăn của người ọc ra, không cho lại hủy bán, tự lấy đồ thô ăn, sau làm quỷ trong đất. Lo ăn đàm của người, tự có mà không cho, tự mong cầu người khác, sau làm quỷ bần cùng. Ương muốn cũng không được, thích biết lỗi người khác. Ép người tham tài sản, sau làm quỷ xấu xa. Ăn ăn ruột người chết, nói lời thô giận người. Hại nói lỗi của người, sau làm quỷ trái bỏng. Thường ăn nuốt khói lửa, thích kiện tụng tranh đấu. Hung ác dọa thiêu người, sau kiếp sau làm quỷ lửa. Ăn sâu con thiêu thân, ngăn cản người bố thí, mình cũng không giúp người, sau làm quỷ thân lớn. Bị kim châm mũi miệng, chôn của cải cho con. Không ăn không bố thí, khi chết thuộc diêm giới. Con cũng mới được ăn, xin ở chỗ hẹp hòi, ngăn cản người bố thí, làm quỷ hình hung ác. Ham muốn rồi chẳng được, lời nói thường cao ngạo. Không thích không bố thí trì giới, thích hẹp hòi nóng nảy. Chết sinh trong quỷ thần, giết sau làm mồi chùa. Dẫn dắt tới chỗ tối, rồi giết chết mà ăn. Đời sau làm yêu ma, mong cầu người bố thí. Lòng chứa đầy bực tức, sau làm ma ban ngày. Nhan sắc rất xấu ác, đã nóng giận lại tham. Thích người giúp, thích rượu, thích múa nơi có nhạc. Chết làm thần giữ đất, người thân trong ngoài nhà. Không ác không bệnh tật, sau lại có thần lực. Cởi ma giáo mạng ban, bố thí xe nhà cửa. Cùng với thức ăn ngon, chư thần ở chỗ ấy. Nhà trong tùy ý bay, ham muốn mà biến được mà lười biếng, thích bố thí hoa hương. Đó là việc xúc sinh, ngạ quỷ và quỷ thần. Đã vì đó nói rõ, lại được nghe nhân lành, đến ngay cả việc làm, chỉ có sánh ngần ấy. Chúng đâu phải một loài, nên nói rõ việc này. Rồi người Atula muốn cầu được trường thọ, nội ý phải tự xét, không hạ nhượng chúng sinh. Nếu không thí công lao, không được trói đánh người, luôn ăn ổn quần sinh, là người không mắc bệnh, ân đức không giết hại, ý vững chắc không động, suốt đời không giết hại, là người thường nhân hiền. Cho nên bố thí ít, nếu được một chút ít, về sau thân cực khổ, cầu ít có hoặc không. Ưa lấy tài sản người, để rồi đem bố thí, đời sau tuy giàu có, nhưng lại mau mất đi. Không được lấy phi pháp, không lấy của không cho, mình phải chịu khổ cầu, đời sau mới đắc tài. Đã không lấy của người, thường tự vui bố thí, nhiều kiếp được giàu có, được tài vật vô kể. Ưa hiểu gìn giới luật, đời sau được trí tuệ. Thích pháp được an ổn, hiền lành lại đoan chánh. Con hiếu nuôi dưỡng cha, đã mất luôn thờ cúng, cũng cung kính lễ trời, đời sau sẽ có ăn. Người bố thí thức ăn, đời sau có tướng đẹp, có năng lực giàu có, không bệnh thường an ổn. Người bố thí quần áo, hết xấu hổ tướng đẹp, lòng thiện người thấy vui, được niềm vui mong muốn. Giúp người nhà cửa ở, đời sau chỗ ở an. Ở trong các cung điện, tất cả được đầy đủ. Bố thí giếng nước uống, tắm gội ao hoa sen, đời sau được không được, mong cầu được giàu có. Đời này thích bố thí, giày cuốc thuyền xe kiệu, do ngựa các cỗ xe, đời sau được lên trời. Thấy người thương công oán, tất cả đều quy ngưỡng, sau làm con nhà giàu, bố thí người phường tự. Đang giúp đỡ nuôi tỳ, tăng thêm sự cung kính, sau được bà con khen, khi không ai không phụ. Tổ tiên hay bố thí, con cháu tiếp tục làm, đời sau thật giàu có, tự được của hồi môn. Xưng công đức bố thí, lòng không muốn bố thí, đời sau tuy làm người, sinh trong gia đình nghèo. Nói bố thí vô ích, chỉ vì thương mà giúp, tự ý không bố thí, sinh trong nhà giàu có, tâm thường thích trí tuệ, nhưng mà không bố thí. Sau thường được thông minh, sinh trong nhà nghèo túng.
Thường hai thức bố thí mà không học trí tuệ, có trí không thanh nhẹ, sẽ trong nhà giàu có. Học tuệ và bố thí cũng thâu nhận phước trí, nếu không làm cả hai không được phước trọn vẹn. Bố thí muốn người khen, chưa thí hay đã thí, sau này muốn bố thí, riêng mình nhận buồn khổ. Bố thí tuy không tin đời sau được tài sản, nếu vua giúp người của người ấy mới có vui. Bố thí có niềm tin đời sau thường giàu có được kính trọng, trong lòng rất vui sướng. Như kính người có đức khéo, lòng dân cúng dường, sau này được giàu có, thù thắng đất tột cùng. Đây là lòng khinh biệt bố thí người có đức, tôi sau này giàu có nhưng chẳng được an lành. Bố thí muốn người an, không lừa bịp mọi người, tất được báo yêu kính, thân thuộc cùng đại phục. Bố thí không tư lợi, tu đức vì cầu an, sau này được vui sống, phép đức lợi vẹn toàn. Bố thí có trí tuệ mà không cầu lợi gì, thì phước truyền con cháu, muôn đời được giàu sang. Người trí hành bố thí, đúng thời chẳng mệt người, tuy ít nhưng đúng thời, đúng giờ, người nhận được giữ ấy. Tu tập biết giữ gìn, không quá nhiễu vợ người, sau này mới yên vui, giới đức được trong sạch. Giờ người vốn không hợp, kẻ trí tự giữ mình, sau không gây ai oán. Sao không ai gây oán, lại được tánh thanh tịnh, nếu tu hành thanh tịnh, hành động chẳng trái sai, đời sau thơm danh tiếng, được chư thiên cúng dường. Nếu trừ bỏ được rượu, chứ trong sạch tu hành, sau không có hôn trầm, được trí tuệ thông minh. Nếu được làm thân người, suốt đời không nói bậy, sau được người tin cậy, không ai nói lỗi mình. Thấy tranh chấp điền giải, không thích nói lời dối, sau quyến thuộc đoàn tụ, thân giống như người hùng, luôn nói lời nhu nhuyến, sẽ dễ phục nhân tâm, được vừa lòng đại chúng khiến người nghe quý trọng, cùng nhau ngồi luận bàn, luận đàm, như luận đúng mọi việc, để sau được lợi ích. Lúc nói người thích nghe, người kia có tất cả, lòng không hề nghĩ đến, đời sau tâm an vui, chẳng để lại ưu sầu. Suy nghĩ biết mọi việc và báo các điều thiện, làm người gần điều thiện, được phước đức rất nhiều. Muốn lợi lộc thành tựu, danh tiếng vang đến trời, biết mạng sống vô thường, lòng nghĩ đến tu đức, tốt xấu do mình tạo là lợi lớn cỡ người, trồng tạp được quả tạp, tại trắng chẳng phải trắng. Thiếu niên hay người già do nghiệp mình tạo tác, sau đúng thời nhận lấy khổ vui có nguồn gốc, tạo ngắn hay tạo dài, trở thiện hay không thiện. Làm vừa được quả vừa, làm nhiều được quả nhiều. Lời này bạn tha thứ, nặng đời nay đời sau. Vội khinh biệt không nghe, đời sau thường ngu muội. Dối trá khinh mạng người, đời sau gồm xấu xí, câm ngọng hoặc ố sắc, bà con chẳng muốn nhìn. Không kính lão tức ngôn, việc có đạo tức trí, không mạng sau tôn quý, kiên mạng tức kẻ hèn. Bố thí sau giàu có, không bố thí tức nghèo, sau sân hận chịu tướng xấu, không dọn được sắc đẹp. Gian díu những người giới nam nữ, dâm loạn không kể xiết, ngay cả loài súc sinh. Đời sau làm huỳnh môn, nghĩ dâm hoặc phóng lửa, căn thân tâm khẩu phạm, hàng mong cầu nữ nhân, sau sinh làm huỳnh môn. Dạy hành thiện bố thí, lại khuyên theo mình vui, ghét thương đời bình đẳng, đời sau được ba mắt. Thích dùng áo quần đẹp, bố thí người có đức, đời sau thường cao đẹp, thần sắc sáng tỏ vàng. Coi người như con mình, giúp đỡ người già bệnh, sau thường gặp thánh nhân, sáng tỏ trăng trong sao, không giữ gìn trai giới, luôn thích dú vợ người, sau làm thân kỹ nữ, người phạm bị hủy bán. Lễ kính yêu mọi người, sau chân tay mềm mại, giàu có và an ổn, được kính như Thái Sơn. Chưa hỏi mà đã biết, không cầu chỉ bố thí, sau ấm no đầy đủ, của cải nhiều như biển. Đức cao sánh ngang trời, pháp thiện ai cũng một, đời sau vui được kính, được sinh vào dòng vua, thân khổ thường tu thiện, bố thí mà vui vẻ. Sau giàu chẳng tật nguyền, vui được sinh phương Bắc, ngầm làm thiện được thiện, chớ đừng quên bố thí, lớn tiếng lòng vô nhiễm, sau làm Atula. Như có thấy đường thiện, thấy đủ các điều chánh, được sinh lên cõi trời như ánh sáng mặt trời. Khéo hiếu thảo cha mẹ, sau sinh nhà quyền quý, không tranh không phẫn nộ, hưởng phước trời đau lợi. Không còn chỗ tranh luận, không tham gia lễ tụng, giữ thiện tâm tu đức, sau sinh cõi diễm thiên. Đa văn định tư duy, lợi tốt mà còn thoát, dùng thiện niệm thiện đức, sau sinh trời đau thuật. Vì giới thường định ý,
Chỉ nương nhờ vào pháp khuyên mọi người cũng thế, xin cõi trời kêu lạc. Từ giới giới bố thí, không ngạo không tự sân, yêu mến đạo bình đẳng, sau sân cõi, xin cõi trời ni mật, chấp nhận khổ ra vọt, không hại đến quần sinh, an ủi đến mọi người, hưởng phước ở phàm thiên, lòng từ miệng nói hay. Cầu người yên như mình, có cầu thì có ứng, sao ở trời ca di, niệm hành thường chuyên tâm, không có dư ở đời. Ý định được an tịnh, xin trời A-ba-tô. Định tâm trừ ái nữ, trừ bao độc diệu lạc, luôn luôn tập thiền định, xin cõi trời biến tịnh. Xét khổ vui chẳng thường, là việc làm kẻ trí, thấy biết rất thanh tịnh, xin vào trời hà pha. Hiểu rõ tưởng bất tịnh, thường đến chỗ có vui, có tập khí không tưởng, xin cõi trời có tưởng, không yểu mình yểu người, ta bốn nghiệp to tát. Niệm thiền tự bán lặng, sinh trong trời ngụ tịnh, ý vô nhiễm thù thắng, tâm chánh tánh trung hòa, tu pháp trời rộng lớn, sinh trời a ca nhị, rõ sắc là vô thường, vô cầu chỉ vô biên, cho biết không giới hạn, tư duy được ra khỏi, đã lìa các tình thức, không còn lệ thuộc sân, có niệm cũng đã qua, không muốn, muốn không nghĩ mà nghĩ. Tuy quyết là sinh lại, đều nhờ việc mình làm, cả trí tự quán sát, biết thiện để hành thiện. Pháp ấy thật đặc biệt, nên vì người mới nói, chẳng trời chẳng loài khác, tự làm, tự gánh chịu, sống mà quán vô thường, tuệ không nương vọng niệm. Nếu sinh ở cõi thiện, đều do việc mình tạo. Nếu đã hiểu không thân, vô vi sinh tử không, tịch diệt hết khổ não, là niết bàn đệ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.